Hello, xin chào tất cả các bạn, mình là Dũng. Chào mừng các bạn đã quay trở lại channel của mình. Thì trong cái video ngày hôm nay mình lại muốn đem đến cho các bạn một đôi giày nữa cũng hết sức hay và thú vị. Đó chính là đôi Nike Air Max 270 React. Tên khá là dài và kỳ cục đúng không? Thì đây là một đôi giày mà cũng mới ở Nike cho ra mắt thôi. Và nó rất là hay là cái bộ đế của nó là một cái sự kết hợp giữa hai cái bộ đế cực kỳ thành công của Nike. Đó chính là bộ đế E và bộ đế React. Thì mình sẽ cùng với tất cả các bạn unbox mở hộp cũng như là xem ở bên trong đôi giày này thì có cái gì nhá. Bây giờ thì let's go. Thì đầu tiên về phần box thì ở đây chúng ta có một cái hộp Nike màu trắng với cả những cái logo Nike hay là cái những cái dòng chữ Zoom E ở đây được in kiểu in chìm xuống nhìn trông rất là hay. Ở giữa ở đây chúng ta có dòng chữ là E270, cái công nghệ đế của chúng ta. Thì cái đôi giày Air Max 270 là một cái đôi giày thật sự khá là thành công của Nike và là một trong những đôi giày mà rất là được ưa chuộng ở Mỹ. Mình đi học mình thấy có rất là nhiều những cái bạn của mình đi đôi giày Air Max 270 này luôn. Mình thì thật sự không phải là một big fan của cái bộ đế Air Max 270 hay là cái bộ đế 720, trông nó hơi bị kỳ cục một chút. Tuy nhiên đây cũng là một công nghệ khá là hay. Cái đôi giày này nó còn đặc biệt hơn nữa là nó được kết hợp giữa bộ đế Air Max 270 và cái bộ đế Nike React. Thì cái React là một cái bộ đế thật sự rất là tốt và có thể nói là một cái đối thủ của Ultra Boost. Ngày xưa Ultra Boost thì gọi là kiểu đẳng cấp luôn, kiểu không có một đôi giày nào có thể sánh ngang ngửa với Ultra Boost. Nhưng mà cho đến khi công nghệ React ra đời thì Ultra Boost đã bị lép vế một chút và bây giờ Ultra Boost đang có cái giá cũng khá là rẻ. Thì bây giờ mình sẽ cùng với các bạn xem là cái đôi giày này khi mà được kết hợp giữa hai bộ đế cực kỳ tốt như vậy của Nike thì nó có càng tốt hơn nữa không nhá. Bây giờ thì mở hộp nào. Chúng ta được bọc ở trong những cái giấy bọc của Nike. Đây là đôi giày của chúng ta. Đôi giày Air Max 270 React. Thì đây là đôi giày của chúng ta. Nói qua một chút về thiết kế cũng như là phần màu sắc của đôi giày này thì đây là một đôi giày được thiết kế theo kiểu chunky sneaker, một đôi giày kiểu dad shoe, kiểu như vậy. Và về phần phối màu thì đây là một phối màu thực ra là dành cho nữ. Tuy nhiên mình cảm thấy cái phối màu này nó đẹp hơn phối màu của nam, trông một cái phối màu ấy rất là trẻ trung, rất là kiểu summer vibe với cả những cái màu như là baby blue, rồi màu đỏ, rồi màu vàng, trông nó rất là trẻ trung và năng động. Vào phần upper của đôi giày thì ở đây chúng ta có một loại chất liệu như kiểu là vải dạ hoặc là cái gì đấy. Nó thật sự cái chất liệu này nó sờ nó không có được quá là cao cấp, nó khá là bình thường. Mình cảm giác như kiểu là một cái chất liệu vải mà các bạn có ở trong những hộp đồ thủ công hay là những cái lớp mà học mỹ thuật á. Các bạn sẽ sử dụng những cái loại vải này để mà cắt rồi là dán này kia, nó không có thật sự quá là cao cấp. Lên ở trên đây chúng ta là một chất liệu như kiểu là ni lông và có một cảm giác sờ nó khá là giống với giày ăn, mình nói thật sự như vậy. Cái chất liệu ở phần upper đôi giày này không hề cao cấp một chút nào cả. Cái này nó sờ rất là giống giày ăn luôn. Kể cả cái cảm giác như là cái âm thanh cũng vậy, nó không có được quá là cao cấp lắm đâu. Ở đây nữa chúng ta có một cái miếng dạ màu đỏ rất là mỏng. Thật sự là cái phần upper đôi giày rất là mỏng luôn. Cái miếng này cũng vậy, có thể là Nike làm như vậy để cho nó mỏng, nó dễ thở hơn, để họ có thể làm được nhiều những cái lớp đè lên nhau. Hoặc là Nike đang cố gắng tiết kiệm để mà làm cái bộ đế của chúng ta tốt hơn. Tại vì đây là cái bộ đế thật sự rất là cao cấp, mà cái giá retail của đôi giày này thì cũng không phải quá là mắc, nó chỉ khoảng độ $150 thôi. Tiếp tục quay trở lại đôi giày, thì ở đây chúng ta có một cái logo Nike màu đen, cũng là một chất liệu dạ kỳ mỏng. Ở viền xung quanh đây là một chất liệu gần giống như kiểu chất liệu ni lông và có những cái đường kiểu phay xước. Ở phần sỏi giày ở đây chúng ta lại là một chiếc dạ nữa và đây là một cái màu như kiểu là màu xanh min. Ở phần đây là một chất liệu da cũng giống ở cái màu đây, nhưng mà đây là một chất liệu da sờ cũng không có quá gì đặc biệt cả, da cũng khá là bình thường thôi. Đôi giày này thì được sỏi giày theo một kiểu khá là hay, kiểu sỏ có những cái lỗ như này. Ở những cái lỗ sỏi giày ở đây thì chúng ta là những cái lỗ màu đỏ và có một cái sợi chỉ màu đen nữa, trông khá là hay, nó tạo được cái điểm nhấn cho đôi giày. Ở phần lưỡi gà đây chúng ta lại có một chất liệu nữa gần giống như kiểu là một chất liệu dạ, trông cũng khá là đẹp. Và cái lưỡi gà này mình phải công nhận là trông nó nhìn khá là hay. Ở trên phần lưỡi gà đây chúng
chúng ta có cái dòng chữ Emax 270 màu đen và dòng chữ React màu xanh blue, tượng trưng cho hai công nghệ được sử dụng ở trên cái bộ đế của đôi giày này. Quay ra phần gót của đôi giày ở đây thì chúng ta có một sự kết hợp của ba màu sắc chủ đạo, đó là màu vàng, màu xanh cũng như là màu đỏ, tạo cho cái đôi giày một cái cảm giác rất là kiểu summer vibe, trông rất là kiểu trẻ trung và năng động. Ở đây chúng ta có một cái bộ đế Emax 270 rất là êm, rất là mềm đó. Rồi lên tiếp trên đây chúng ta có một cái phần nền màu xanh baby blue và được đặt thêm một cái lớp dạ màu đỏ nữa. Tiếp tục ở đây chúng ta có thêm một lớp nữa và có cái logo Nike màu trắng được đặt dọc lên. Mình nghĩ là Nike đã cố tình đặt ba lớp như thế này rất là dày dặn để cho đôi giày nó có được cái sự cứng chắc nhất định và nó sẽ bảo vệ cái cổ chân các bạn khi mà các bạn di chuyển và đi lại, và nó cũng giữ form cho đôi giày tốt hơn. Ở đây chúng ta có một cái pull tab màu đen với một chất liệu vải rất là bình thường thôi, cũng không có quá gì đặc biệt cả. Ở quanh phần cổ chân của đôi giày thì là một lớp vải màu vàng, và ở bên trong, những cái lót bên trong nó cũng được thêm những cái miếng xốp nữa để mà bảo vệ cái cổ chân các bạn cũng như là tăng thêm sự êm ái thoải mái. Nói chung là cũng khá là đẹp. Đôi giày này của chúng ta thì là được made in Việt Nam. Và phần insole của đôi giày thì đây là một cái phần insole cũng khá là màu sắc. Nền chủ đạo của insole này là một cái nền màu xanh min, và ở đây chúng ta có ba cái hình chữ nhật tượng trưng cho ba cái màu chủ đạo đôi giày, đó là màu vàng, màu xanh nước biển cũng như là màu đỏ với cả một cái logo Nike màu trắng ở đây. Insole của chúng ta thì cũng không phải gọi là quá là dày nhưng mà trông cũng rất là đẹp. Cái lý do insole của chúng ta không dày tại vì là cái midsole của nó đã quá là dày rồi. Và bây giờ thì mình sẽ đi vào phần chính của đôi giày này, đó chính là về phần bộ đế. Đôi giày này thì thật sự là về cái phần upper hay là cái thiết kế thì cũng không quá là gì đặc biệt đâu, mà đa số người mua đôi giày này sẽ là chú ý về cái bộ đế của chúng ta, là hai công nghệ kỳ thành công của Nike, đó chính là công nghệ React và công nghệ E. Thì đầu tiên ở phần mũi giày chúng ta sẽ có công nghệ là đế React, một cái công nghệ rất là thành công của Nike. Và ở đây chúng ta có những cái đường vân, những cái đường gân như này. Mình nhìn những cái đường gân này mình liên tưởng đến những cái kiểu vân của con cá mập ấy, trông nó rất là kiểu mạnh mẽ và khỏe khoắn. Rồi cái phần đế React này được kéo dài ra toàn bộ đôi giày và nó được đặt ở trên phần đế E ở đây. Thì đế E ở đây là nó được bê nguyên từ đôi giày ở Emax 270 sang. Một cái bộ đế thật sự là rất là dày và trông cũng khá là cool. Mình thì mình chưa đi bất kỳ một đôi giày Nike React nào hay là bất kỳ một đôi Emax 270 nào cả. Tuy nhiên là mình cũng có đi đôi Emax 97 và mình cảm giác là cái đế E nó rất là tốt, nó cho các bạn một cái độ êm vừa phải, nó không có bị quá là cứng nhưng mà nó vẫn rất là êm. Thì ở đây chúng ta có một bộ đế E rất là dày luôn. Cái bộ đế này thì thật sự trông nó kiểu rất là hay, nó kiểu trong suốt, các bạn có thể nhìn xuyên qua được. Tuy nhiên là cái bộ đế này sau một thời gian các bạn sử dụng thì nó bắt đầu sẽ bị xước và nó cũng thể bị ố. Và tệ hơn nữa là các bạn sẽ bị thủng nếu mà các bạn không cẩn thận, bị chọc vào và có thể bị thủng. Nó cũng không xảy ra quá là nhiều, tuy nhiên mình cũng có thấy người đi đôi Vapormax và bị thủng rồi. Thì các bạn cũng phải lưu ý về vấn đề này. Về cái độ êm của đôi giày này thì mình thật sự không có thể nào quá là chắc chắn và không thể nào nói chi tiết cho các bạn được. Tại vì mình chưa có đi đôi giày này. Tuy nhiên là mình xem review của nhiều người thì họ nói là cái đôi giày này nó thật sự không có tốt hơn cái đôi Nike React. Tại vì nếu mà nó đi một mình thì ok, nhưng mà nó kết hợp hai cái bộ đế này vào thì cảm giác đi nó khá là lạ. Tại vì cái ở phần mũi giày của chúng ta thì sẽ rất là êm, một công nghệ React rất là êm. Nhưng ở phần gót thì nó lại hơi khác một chút, tại vì nó có cái phần đế E mà nó chỉ một nửa đế thôi, thì nó hơi bị lạ. Ở đây trên cái phần midsole chúng ta có một cái logo Nike màu trắng đặt ở trên cái phần đế React này. Vào đến mặt bên trong của đôi giày thì ở đây chúng ta có một cái dòng chữ Nike React, cái công nghệ đế của Nike. Lên đến phần ở trên đây thì chúng ta có những cái miếng cao su màu đen được bọc ở phần outsole đi lên đó. Và ở đây chúng ta lại có một cái logo Nike nhỏ nhỏ nữa, rất là cute. Ra đến phần outsole của đôi giày thì đây là một phần outsole kết hợp giữa hai màu chủ đạo là trắng và đen. Ở đây chúng ta có một logo Nike rất là to và ấn được, rất là mềm, tại vì ở đây là cái phần đế E sự cực kỳ mềm luôn. Ở đây chúng ta có một dòng chữ là 270 React, cái tượng trưng cho hai công nghệ chúng ta là công nghệ đế E Max 270 và công nghệ React. Cái phần outsole đôi giày này thì là một phần outsole cũng khá là dày với cả những cái phần cao su màu đen này, thì nó sẽ đảm bảo cho các bạn được cái sự chắc chắn, sự bám đường cũng như là nó sẽ tránh mòn và các bạn có thể đi đôi giày này trong một khoảng thời gian rất là dài mà vẫn không lo bị mòn đế này kia. Ok, thì đó tất cả những điều mình muốn nói về đôi giày này. Thì đây là một đôi giày có một cái phối màu khá là đẹp và mang trong mình một cái công nghệ rất là mới của Nike. Tuy cái bộ đế này chưa phải là hoàn hảo nhưng mà nó cũng cho chúng ta thấy được một cái điều gì đó, rằng là Nike đang hết sức cố gắng để mà nghiên cứu cho chúng ta ra những cái mẫu giày, những cái công nghệ tốt nhất có thể. Cảm ơn các bạn xem hết cái video này của mình. Nếu các bạn thấy hay thì hãy nhớ để cho mình một like và subscribe. Còn bây giờ thì như thường lệ, peace out.